Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi phần 3 trên 6 của bài 19. Tiếp theo chúng ta có từ mới thứ 17, đọc là tân. Tân âm hán Việt là đăng, à, đăng có nghĩa là đèn. Ví dụ như hải tân là hải đăng, tức là đèn biển. À, tiên tân là đèn điện, rồi dỗ tân là đèn dầu, vân vân Ví dụ, Xeo lín suy gieo là ma Xèo lín suy gieo là ma à, Bạn Lâm đã ngủ chưa vậy Wò bù trì tao Wò bù trì tao tôi cũng không biết nữa Khờ sư tha phản chánh lị Nhưng mà trong phòng của bạn ấy Hải lén trơ tân nè Hãy lén trơ tân là Lén hôm trước ta học là sáng Lén trơ tân có nghĩa là đèn còn đang sáng Đèn còn đang cháy á Khờ sư tha phản chánh lì. Hải lén trơ tân nè Na khờ nẫn tha hai mấy suy chào Na khờ nẫn tha hai mấy, suy chào Thế thì Khờ nẫn đây là có thể là Na là thế thì Thế thì có thể là tha hai mấy suy chào Anh ấy vẫn chưa ngủ Bạn ấy vẫn chưa ngủ Ní trào tha dù sơ mơ sơ Ní trào tha dù sơ mơ sơ Bạn tìm bạn ấy có việc gì dù sơ mơ sơ Quả dù y tiền sơ Sẽ quên quên thá Quả dù tiền sư sẽ quên quên tha tôi có một chút việc Muốn hỏi bạn ấy một tí Quên quên, quên quên tha Ní kỳ tha tả cơ tiên hoa bà Ní kỳ tha tả cơ tiên hoa bà Bạn gọi điện cho anh ấy đi Giao sư Tha suy giao là Chưa bù chè tiên hoa Giao sư Tha suy giao là Nếu như mà anh ấy ngủ rồi Chưa bù chè tên hoa Thì sẽ không nghe điện thoại

要是他睡了就不接电话 hoa Kế tiếp nữa chúng ta khảo sát từ thứ 19 Từ quang Quang âm hán Việt là quang Quang à, Có nghĩa là ánh Ví dụ như ánh đèn, nè, ánh mắt, nè, ánh trăng nè, Ví dụ ánh đèn nó sẽ nói là tân quang Rồi ánh mắt là dèn quang ánh trăng là duy quang rồi ánh nắng của mặt trời thì gọi là giảng quang thái giảng từ giảng đó giảng quang như vậy quang là quang và từ quang này cũng còn dùng trong tiếng việt của mình à, chúng ta xem ví dụ bên dưới xèo cao nì phản chén lì tơ tân quang thái <laughs> len là xèo cao bạn cao à nì phản chén lì tơ tân quang ánh đèn ở trong phòng của bạn thái len là sáng quá Ánh đèn ở trong phòng của bạn sáng quá Sư mơ và sĩ quan là Sư và sĩ quan là Thật không hoặc là phải không Tôi <tương> quen rồi Và sĩ quan là Tân quang thay lén là Tức là ánh đèn mà sáng quá Tuy dành riêng của họ Tuy dành riêng của họ à, Đối với mắt không tốt Như vậy là không tốt cho mắt Ánh đèn mà sáng quá thì không tốt cho mắt Quả diện chiến bình lại của họ là Quả diện là mắt của tôi bình lại của thái họ là Vốn là nó không có tốt lắm rồi Khoan của khoan tân à, Có thay đèn hay không Có đổi đèn hay không Trẻ của tôi dĩ dàng Kết quả cũng vậy thôi Khoan của khoan tân Trẻ à, của tôi dĩ dàng Chúng ta xem một ví dụ nữa Xeo lín Quả khan mà ly Hẳn xì hoan nỉ à. khan à Tôi thấy rằng uh, Mary rất là thích bạn đấy, bạn Lâm mà tôi thấy Mary rất là thích bạn đấy. Khan ở đây mình dịch là tôi thấy rằng. 你怎么知道呢?你怎么知道呢? Làm sao mà bạn biết vậy? Chom ở đây là bằng với quý sởm ta hiểu vậy tại sao bạn biết vậy? Khan thái diện quang chứ là, Khan tha diện quang chứ là nhìn ánh mắt của cô ấy là biết rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. 小高，你房间里的灯光太亮了，是吗？我习惯了，灯光太亮了，对眼睛不好。我眼睛本来不太好，换不换灯，结果都一样。 Xeo lín, của khan mà xì à. Ní Khan thay quang là. Cái tiếp nữa chúng ta khảo sát từ thứ 20 là từ tồn. Tồn âm hóa Việt là động thì không còn thấy dùng trong tiếng Việt của mình. Nếu là họ động thì phải bỏ cái bộ tâm phía đằng trước. Ví dụ động rác á, thì bỏ bộ tâm đằng trước là họ động còn có cái bộ tâm này Tùng là hiểu Nói nghĩa là hiểu thì Âm hóa việc là đổng không còn thấy dùng trong tiếng Việt của mình nữa à, Xin mời mọi người chúng ta cùng xem ví dụ bên dưới nè Chín thiên lào sư chàng khơ tờ sử hồ Chín thiên là hôm nay Lào sư chàng khơ là thầy giảng bài Hoặc là giáo viên giảng bài Lào sư chàng khơ tờ sử hồ Khi mà giáo viên giảng bài Nì thiên tùng mà Bạn nghe mà có hiểu không vậy? Bạn nghe hiểu không vậy? Nì thiên tùng mà của bù ta tụng Bù ta tức là không hiểu lắm à, Trong khẩu ngữ nó nói như vậy của bù ta tụng tức là tôi không hiểu lắm Dù sấm mơ bù Nì khởi gì quên quả Dù sấm mơ bù tụng Nì khởi gì quên quả Có điều gì không hiểu bạn có thể hỏi tôi Có điều gì không hiểu bạn có thể hỏi tôi Nì khởi gì quên quả Chín thên sang Nì dù không mà Chín thên hoàng sang Nì dù không mà tối hôm nay bạn có rảnh không? À, dù không là có rảnh. Dù không à, có rảnh. Dù sợ mơ Dù Có việc gì vậy? Quá Tôi muốn hỏi bạn vài vấn đề. Chỉ cơ thị vài vấn đề. Hảo à, chỉ tiền gì? được. Nì chỉ đèn lại tôi khởi gì Mấy giờ bạn đến cũng đều được cả Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha <laughs> Chính thiên lào sư giảng hơ tờ sử hồ Nì thiên tụng mà Ồ <laughs> bố ta tụng Dù sớm mà bố tụng Nì khởi gì quên quả à Chính thiên hoàn sang Nì dù không mà Dù <laughs> không Dù sớm mà sư à Họa Cái tiếp nữa, chúng ta tìm hiểu từ thứ 21 là từ chi Chi ông máu Việt là ký Ký à, có nghĩa là ghi nhớ Hoặc là ghi chép lại cũng dùng từ này được Với cái nghĩa trong phạm vi của bài thì là nhớ Chúng ta xem ví dụ bên dưới quảng lãn à, vương lan trơ xe sân sửa trơ xe sân sửa những cái từ mới này nì chi chu là mà bạn đã nhớ được chưa vậy chu ở đây là bổ ngữ chỉ kết quả chi tru tức là đã nhớ hoặc là nhớ được như vậy là những từ mới này trơ xe sân sửa nì chi chu là mà bạn đã nhớ chưa tôi chi chu là nì tôi chi chu là đều nhớ hết rồi à, đều nhớ cả rồi nì còn bạn thì sao? Chín thiên sân sửa thay tố là Chín thiên sân sửa từ mới của ngày hôm nay thay tố là Thay tố là quá là... nhiều đi Và chi bù ru Chi bù là không thể nhớ nổi Chi tờ tru là có thể nhớ nổi Chi bù ru là không thể nhớ nổi Đây là bổ ngữ chỉ khả năng Chai sẽ sĩ trung Trong học tập Chai sẽ sĩ trung là trong học tập Rú gồ ní dồ sống hoặc khuôn nàn rú của nỉ dầu sớm hơn khuôn năn nếu rú của là nếu nỉ dầu sớm hơn bạn có khó khăn gì khuôn năn cũng có người đọc là khuôn nản nhưng mà chúng ta đọc là quân nan là được rồi là chuẩn rồi nỉ dầu sớm hơn khuôn năn bạn có những khó khăn gì xin cấn của số à, cứ vui lòng nói với tôi xin cấn của số bạc khuôn năn đây nó là danh từ như vậy là dầu khuôn nan hoặc là mỹ dầu khuôn năn còn nếu khó là tính từ thì có từ nản một mình cái từ phía sau thôi dĩ tiên là nhất định rồi hoặc là chắc chắn rồi ni sư ta vô ni ta học vô bạn là bạn tốt của tôi mà mở rộng chúng ta có từ khuyên nan khuyên nan là khó khăn khuyên nan là khó khăn xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào quản lãnh cho xe sân sửa ni chi tru là ma là 你呢？今天的生词太多了，我记不住。在学习中，如果你有什么困难，请跟我说吧。一定了，你是我的好朋友。tiếp nữa chúng ta có từ thứ hai mươi hai là từ s,、嗯 <S sổ ấm áp việc là thủ có nghĩa là cái tay huynh đệ như thủ túc á hạ thủ sát thủ rồi đó là đều dùng từ thủ này có nghĩa là cái tay chúng ta xem ví dụ bên dưới xeo liễn nì số lì nã rất sớm à nì số lì là trong tay bạn nã rất sớm nó đang cầm gì thế nã ở đây có nghĩa là cầm nắm xeo là bạn lâm mà trong tay bạn đang cầm gì vậy nì số lì nã rất sớm nó Ủa lì nả trơ dĩ khoai, chèo lì là trong tay tôi, nã trơ là đang cầm Dĩ khoai, sô cô la. Sô cô la là sô-cô-la Dĩ khoai đây là lượng từ Khoai trước đây mình học có nghĩa là một đồng Nhưng mà nó còn là lượng từ rất nhiều uh, Cho cho rất nhiều những cái sự vật khác Một thanh, một thổi, một viên, một cục gì đó Ở đây là dĩ khoai, sô cô la Là một thổi sô-cô-la cũng được Nì hoan chứ chào khơ chứ chào là Bạn thích ăn sô-cô-la quá rồi đấy Mày của khoai thiên của tôi khoai Mỗi ngày tôi đều ăn một thanh à, Hoặc là một thỏi sô-cô-la đó Nì bú pa PANG mà bú pa PANG là sợ là mập Bạn không sợ mập à? phang yêu chẩm ma à. phang à. à, yeah, cũng được chẩm ma à, cũng được tức là mập thì sao chứ mập thì sao chứ tức là ý là không có sợ mập cũng không sao cả rồi mở rộng ta có từ chào khơ ly ly là sô cô la xin mời mọi người chúng ta cùng đọc đoạn đàm thoại nào xeo lín ni số lì nã trớ sâm à nó lì nã trớ dưới khoai Nì thai xì hoan chư chào khơ lì là Mày thiên của tôi chư ý khoai Nì bú pha phang mà Phang như chẩm à Kế tiếp chúng ta có từ thứ 21 là từ xoan Xoan âm với việc là sông có nghĩa là cái cửa à, Xin lỗi các bạn mình bị nhầm cái số thứ tự của mấy cái từ này một chút đây là cái đoạn đối thoại giữa một cái đứa con với một người mẹ. Xào liến nì trái sơ á. Lâm mà hoặc là tiểu lâm mà con đang ngắm nhìn cái gì thế, đang nhìn ngắm gì thế. Wò trái khan, quay tờ mỹ quê hóa. trái khan, con đang xem. Chuan quay tờ mỹ quê Hoa. Mỹ quê Hoa là hoa hồng. quay là ngoài cửa sổ. Như vậy là con đang xem hoa hồng ở ngoài cửa sổ. Đang ngắm cũng được. 今天的作业做好了吗？今天的作业做好了吗？Bài tập của ngày hôm nay con đã làm xong chưa? Cho ye là bài tập về nhà. Cho hảo là mà làm xong chưa? Mấy giờ cho hảo chưa làm xong. Mấy giờ cho hảo. Nụ ly cho hoãn bà, cố làm cho xong nhé. Nụ ly cho hoãn bà, cố làm cho xong nhé. Chi tiền, của mình chi sư khảo giá. Chi tiền là bảy giờ, của mình chi sư khảo giá. 7 giờ chúng ta sẽ đi ăn vịt quay khảo giá là vịt quay hảo á xin ma mà hảo á xin ma mà hay quá cảm ơn mẹ mở rộng ta có mỹ quy hoa mỹ quy hoa là hoa hồng và khảo giá là vịt quay xin mời mọi người chúng ta cùng đọc xeo liến nì chai <laughs> khăn sầm ơn á 我在看窗外的玫瑰花 今天的作业做好了吗？没有做好，努力做完吧。七点我们去吃烤鸭。好啊，谢谢妈妈。 Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 3 trên 6 của bài 19 Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Hẹn gặp mọi người ở phần video clip kế tiếp à, Xin chào